cũng mừng, cũng thiệt cảm ơn bên Mai Táng Nhật Tâm với lại bên kênh Phong rồi mọi người rồi Mạnh Thường Quân rồi giúp đỡ cho gia đình từ lâu tới giờ, phải không? Giờ anh mãn phần mà như thế này thì là chị mừng lắm, chị cũng mãn nguyện. Mến chào quý cô bác anh chị. Cách đây vài ngày trước, Phong có đến thăm gia đình của anh Tuấn và chị Liên. Anh Tuấn thì bị tai nạn lao động và bị bệnh ung thư, nằm thực vật suốt 3 năm qua. Và 4 ngày trước thì Phong có chở một cái máy thở đến. Lúc đó thì anh sử dụng bình oxy để kéo dài sự sống. Và sau 4 ngày qua thì sức khỏe của anh đã có những cái chuyển biến xấu. Và hôm nay, trưa hôm nay anh vừa mới mất. Thời điểm mà Phong nhận được tin á, lúc đó Phong đang đi phát quà cho bà con ngay tại nhà bè. Và bây giờ thì Phong vừa mới chạy đến thôi. Trước đó thì nhóm anh Nhật Tâm đã hỗ trợ tẩn liệm. Mọi người có thể thấy là một cái đám tang tươm tất đầy đủ như một cái đám tang dịch vụ, dù đây là miễn phí. Một lần nữa thì cảm ơn nhóm của anh Nhật Tâm rất nhiều đã hỗ trợ miễn phí hoàn toàn cho gia đình của anh Tuấn và chị Liên. Mỗi cái đám tang của nhóm Nhật Tâm thì vừa mai táng, tẩn liệm, vừa lo tất cả các cái khoản chi phí khác. Và cũng thông tin thêm với mọi người được rõ là gia đình của anh Tuấn và chị Liên á, cực kỳ khó khăn. Hơn một năm trước khi mà mình đến thăm á, thì lúc đó không có nhà cửa và phải xin ở nhờ, ở đậu vào một cái nghĩa trang. Đây là một cái nghĩa trang của một gia tộc. Và khi mà anh bệnh thì đứa con trai lớn mới có 14 tuổi thôi phải bỏ học để đi làm thêm ở một cái xưởng, còn đứa nhỏ thì phải gửi vào một ngôi chùa gần đây để nhờ ngôi chùa đó chăm sóc giùm. Và chị Liên thì hàng ngày phải lo toan cho anh một vừa cơm nước này, vừa mọi thứ luôn, và đưa anh đi khám bệnh thường xuyên. Cách đây vài ngày trước khi mà em đến thăm chị với con thì lúc đó em thấy anh vẫn còn rất là khỏe. Thì sáng nay cố sự như thế nào chị có thể chia sẻ cho mọi người rõ? Sáng nay chị dẫn cho anh uống được mấy muỗng sữa, xong cái chị mới nói thôi để em đi mua thuốc với lại mua sữa về cho anh, còn có pha còn có 1 tử 2 cử nữa hết rồi. Cái chị đi xong cái chị về cái thấy anh cũng thở bình thường, nó thở bằng cái máy vẫn bình thường. Cái chị mới lại nói với anh nói nay mua được cái chai thuốc sức đích cho anh heo 220 rồi sức vô nó thu liền. Bác sĩ nói vậy cái kêu thằng lớn á khiêng phụ ba lên trên giường cho mẹ, cái lau rửa vệ sinh xong cái thay đồ cho ảnh, băng bó rồi này kia cho ảnh, xong cái ảnh nằm chút xíu cái ảnh cà hước cái ảnh chảy nước mắt ngay đây. Cái chị chùi chị nói ủa anh khóc hả, cái hung chán ổng cái cứ vậy. Cái xong rồi chị mới kêu mấy chị đồ này kia lên, cái mấy chị lên cái ảnh đi ngon lành vậy luôn á. Vậy là lúc mà chị thấy anh đi nè không có sự đau đớn gì hết? Không bình thường luôn á. Bình thường thì ảnh đau, ảnh bị u não mà ảnh đau lắm, có lúc ảnh đau nó gồng lên vậy nè thấy luôn. 4 ngày trước khi mà em với chị gặp nhau á, cái điều mà em thấy chị trăn trở đó là lúc anh mất rồi thì hậu sự không biết là có tươm tất hay không. Thậm chí là chị lo rằng là cái quan tài của anh sẽ là những cái quan tài giấy hoặc là quan tài gỗ. Thì hôm nay bây giờ ngay lúc này chị mừng lắm luôn á. Cái xong rồi chị nó vô thấy mấy anh nhiệt tình quá trời luôn, chị mừng, nói chung là mừng không nói được, không biết nói gì luôn, mừng quá trời. Còn nó nói cô hai làm ba chén trao giùm mẹ. Còn khi mà thấy ba mất ấy, thì chị thấy cái tâm trạng của hai đứa nhỏ như thế nào? Nó buồn, nó khóc quá trời mà chị không cho khóc. Chị nói vậy nè, con ơi, niệm Phật cho ba đi, đừng có khóc nữa. Nhưng mà chị nói, nhưng mà chị cũng không cầm được, nhưng mà chị nói. Nhưng mà nó vẫn khóc, nhưng mà nói, mình nói thôi, nhưng mà nó cũng vẫn khóc. Thì bây giờ mấy anh em trong nhóm anh Nhật Tâm sẽ lo cái hậu sự cho nên là chị yên tâm ha. Cũng mừng, cũng thiệt cảm ơn bên Mai Táng Nhật Tâm với lại bên kênh Phong rồi mọi người rồi Mạnh Thường Quân rồi giúp đỡ cho gia đình từ lâu tới giờ, phải không?
giờ anh mãn phần mà như thế này thì là chị mừng lắm, chị cũng mãn nguyện rồi. Dạ, khi mà nghe tin anh mất á, thì có cái chị người quen của em, chị Trà Thu Đào bên Úc nhờ chuyển giùm cho chị số tiền 5 triệu để chị lo cái hậu sự của anh. Thì em xin phép chuyển cái món quà nhỏ nha chị. Cho chị gửi lời chị Đào ạ. Chị Đào bên Úc. Cảm ơn chị nhiều trong lúc khó khăn này giúp đỡ gia đình để lo cho anh. Chị mừng lắm. Lâu nay thì anh cũng được kênh Phong quay rồi được Mạnh Thường Quân giúp đỡ để cho mẹ con mới sống được qua ngày tới ngày hôm nay 3 năm rồi. Có một cái cô bên Mỹ không có nói trên, cứ lâu lâu á mấy tháng vậy đó, cái cô gửi cho 150 đô đó, mùa dịch cô cũng gửi cho được 150 đô. Thì mỗi tháng anh đi bệnh viện cứ tháng nào anh cũng đi mấy triệu vậy đó. Hiện giờ chị mừng lắm luôn Phong, chị thiệt chị mừng lắm luôn, cảm ơn tất cả luôn. Hôm nay thì em cũng có duyên, em thì đồng hành với đội của anh Nhật Tâm đó chị. Thì hôm nay em biết hoàn cảnh của mình, em cũng xin trích từ quỹ hỗ trợ cho những tang gia khó khăn của kênh em ha. Dạ, em hỗ trợ cho chị là 6.400.000 đồng. Chút nữa xuống dưới cho em đọc danh sách Mạnh Thường Quân ha. Có Tuyết Sương gửi 300.000, Kim Yến 300.000, Đào Thị Là 300.000, Thủy Anh 200.000, Nguyễn Chi 300.000. Đây là nhóm các Mạnh Thường Quân ủng hộ 1.400.000. Gia đình chị Nguyễn Xuân Thu em trích ra 2.000.000, cô chú Minh Hồng em trích 2.000.000 nữa, và Bùi Family là 1.000.000. Tổng cộng là 6.400.000 hả chị? Dạ, em gửi cho chị cái này trước ha. Đây. Dạ. Em cảm ơn tất cả, em cảm ơn các chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình. Rồi. Dạ. Trong lúc khó khăn thật cái này quý dữ lắm luôn. Em giờ không biết nói sao luôn. Thứ nhất là chồng được như vậy là mừng lắm. Ba mẹ con, mẹ quá con coi. Hai đứa con nó còn nhỏ. Mà giờ nuôi ảnh nay 3 năm mà không còn cái gì, mà tới phút cuối mà ảnh được như vậy là mừng lắm, mừng dữ lắm luôn. Cái này thì một chút chia sẻ cho chị, còn xây màu xây mã cho anh. Rồi dư lại thì chị để cho hai bé ăn học ha. Nuôi hai bé nữa, trời tương lai còn dài ha. Dạ, rồi bây giờ chị lo cho đám tang ha. Tới giờ tẩm liệm rồi ha. Đây là cái nhà của anh Tuấn và chị Liên. Thì bây giờ mình sẽ cùng với chị ra cái khu đất mà nơi mà anh sẽ được an táng. Nhà anh chị thì không có nhà cửa và ở tạm một cái nghĩa địa, và đây cũng là nơi an nghỉ cuối cùng của anh. Rồi chị nhờ bà con trong xóm là đào chắc vậy á. Hôm nay nhờ thằng đào 30 mới chôn, sáng 30 chôn sớm. Đất này là đất mình xin chủ đất hay sao ạ? Giống như là đất này là đất thổ mộ chứ làm hồ gì. Đây ba má ảnh nè. Ba má anh đây. Còn anh hai, anh rể đây. Vậy là người thân nằm xung quanh này hết? Ông bà ngoại nằm tuốt bên kia. Còn chị là dâu. Chị dâu. Mừng quá trời mà. Mừng quá trời. Hôm trước là chị em mình có nói chuyện với nhau là lo là không có đủ chi phí để tổ chức cái mai táng. Nhưng mà hôm nay thì cơ bản mừng thì quá ổn. Trời. Mừng quá trời. Mừng quá. Chị thấy không, cái hòm của anh á còn ngon hơn cả cái hòm người ta làm dịch vụ luôn. Bữa hổm vậy nè, bữa hổm đợt trước anh tính đi thì bà chị hai bà mới điện xin cái hòm, nhưng mà sợ là người ta chỉ cho cái hòm thôi chứ người ta không có mai táng là hết nhiêu tiền đó, cũng mười mấy 20 triệu gì đó. Rồi á, cũng như là rồi tiền mai táng là người ta lấy, nhưng mà sợ người ta cho cái hòm 4 cái vuông giống như Covid. Hay nó thay thương anh, anh khổ từ nào tới giờ chưa được ngày nào sướng, chỉ có vợ chăm là sướng, không có được cái ngày nào. Sáng bà Phong đưa tiền phải không? Sáng chị đi mua cho anh hộp sữa Ensure, đi mua thuốc, xong vừa về đến nhà cái hôm nay chị ra ngoài, hôm nay không có tiền, cái chị ra ngoài chị hỏi có cái thuốc nào mà xuất vô cái mông ảnh cho nó liền không. Bà cái bánh nói mắc hơi mắc nha em, 220 lận mà xịt vô là nó liền. Ủa khô, chị mừng quá trời, chị mua về ginh ảnh lên, xong cái rửa rái này kia giữa vết thương đó, xịt luôn cho ảnh cái băng lại. Cái ảnh nằm chút xíu, cái chị nắm tay ảnh, cái ảnh chảy nước mắt ngay đây, cái ảnh hớp hớp hai ba cái ảnh. Thôi chị em mình vào trong đi ha. Oh,
Hương hoa tiểu thánh nàng.